biết xuân về đây. 12 tháng qua mơ một mùa này, bạn bè bốn ba khắp hướng thấy xuân về trên miền quê hương, ta được phút tương phụng yêu thương. Cô cô thôn nữ ước một mùa xuân, người yêu sẽ mang thật nhiều quà mừng, một niềm tin dâng chất ngất hay hoa lòng chúc mừng đầu năm, chúc anh vui bước đường công danh. Anh hỡi thấy không anh, mừng xuân hoa nở khắp trời, chúc nhau đạt nhiều thắng lợi và mừng bác nông phu vui xuân nắng chén rượu, quên những ngày vất vả ngược xuôi, ngắm hoa mãi nở muôn xuân đừng qua, tình thương vắng xa sẽ được đậm đà, mùa xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này xin người đừng quên, rước xuân về gia đình đón viên. Vất vả ngược xuôi, ngắm hoa mãi nở muôn xuân đừng qua, tình thương vắng xa sẽ được đậm đà, mùa xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này xin người đừng quên, rước xuân về gia đình đón viên. Mùa xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này xin người đừng quên, rước xuân về gia đình đón viên. Nàng xuân năm nay đẹp bội phần, ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đội hương thay phấn nơi đêm chờ tin báo xuân. Xuân đến đây với muôn ngàn thiên tha, chúng trần gian năm nay được thuận hòa, với một năm xuân vui thật đậm đà. Xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua, xuân mang niềm tin tới bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới, thế gian thay nụ cười đón cho nhau cuộc đời,
trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lòng khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi sống mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Xuân đến mang cho một niềm tin, đất mẹ vui bình yên, ruộng cày thêm nhiều luống, hạnh phúc dâng triền miên, xe những mối lương duyên, mái tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đoàn viên. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới, thấy nụ cười đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lòng khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi sống mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Với một năm xuân vui thật đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua, trên bước đường danh lợi giống mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi giống mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân xa. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ, cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ. Số 36 ra tháng 10 năm 2005. Bài thơ tiền đầu như thế này: Mười mong nước vụn nhát, một mong trong túi có tiền, ai mời dự tiệc chẳng phiền chó con. Hai mong không bắt cơm ngon, cao lương chả thích bởi còn răng đâu. Không hết rồi. Ba mong trai gái rể dâu, gia phong nề nếp hàng đầu hiếu trung. Bốn mong biết sống riêng chung, sống riêng nhưng lại cùng tốt hơn. Năm mong làng có vuông tròn, đói no sướng khổ bất còn có nhau. Sáu mong
chống thọ, chết mau. À, quá tuyệt vời. Ốm lâu con khỏi lại đau phần mình. Bảy mong xã hội gia đình bất lương, tệ nạn, thất tình cánh cha. Tám mong mồ mả ông cha, cách xây tôn tạo thật là đông vui. Chín mong rộn rã tiếng cười, hít vào không khí mát tươi hàng ngày. Mười mong rời khỏi đất này, tùy tiền biện lễ không vay mượn nhiều. Tuổi cao mong được mấy điều, thực hư có được bao nhiêu còn tùy. Sống vui sống khỏe ai đi nam tàng có gọi vui đi một lần. Và quán hô là cháu nội không ra. Và dạ hai cháu nội lấy nhau, hai cháu nội lấy nhau. À thế là của dưới Thái Bình lên đây ạ. Dạ xin hỏi năm nay cụ là bao nhiêu tuổi ạ? Các anh nhỉ, tôi năm nay 92 ạ. Tuyệt vời quá nhỉ, một cụ 92 một cụ 99. Đấy, tuyệt vời đấy. Và tình cảm, nói chung tình cảm thông gia nó rất thiêng liêng của bố của hai ông thông gia. Đấy. Đấy, bố tức là thân sinh ra hai ông thông gia, đây gọi hai cụ. Vâng, dạ. Dạ xin hỏi thế là cụ ở chỗ nào ở Thái Bình ạ? Tôi ở bên Thái Thụy. À dạ vâng, cụ Thái Thụy. Ở xã Hòa An. Hòa An, cháu đã từng tới Thụy Hà Hà. Vâng vâng. Xã Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình đấy ạ. Vâng vâng. Dạ vâng ạ. Và thỉnh thoảng làm có làm bài thơ. Vâng, vâng. Tuyệt vời. Cụ có bài thơ hay lắm. Và và tôi xin ông tôi quen chữ tôi đọc. Và thế cô đọc một bài thơ để tặng hai cụ thông gia. Vâng. Và lương tài Thái Thủy cách xa, châu trần kết nghĩa nay ta nay đà nên duyên. Tôi đọc lại, lương tài Thái Thủy cách xa, châu trần kết nghĩa nay đà nên duyên. Tình giờ chẳng hẹn mà nên, lòng son phấn khởi nói lên đôi lời. Ước gì sống được bằng người, để tôi lại có tuổi đời như ai. Lần đầu được đến lương tài, kính xin chúc cụ thọ ngoài trăm năm, chúc gia đình vui dân đầm ấm. Cháu hảo con hiền, sâu nặng tình nhân, lòng tôi luôn nứng mong thầm, hai nhà mãi mãi châu trần thủy chung. Ra về xin vẫn hỏi mong, vui lòng chủ khách cũng yên lòng lên xe. Vâng, cái bài bài thơ của cụ rất hay và ý nghĩa. Vâng. Các thằng cháu là biết học công minh tuyên đến học thầy Tam Tử ở nhà thầy học đã 3 năm mà không mấy khi đọc sách. Thầy Tam Tử hỏi ngươi đến đây học ta được 3 năm nay, ta xem ý ngươi không mấy khi luyện tập sách vở như các anh em là phải làm sao. Công minh tuyên nói, dạ thưa thầy, con vẫn học, con thấy thầy ở trong nhà trước mặt trong thân, lúc nào cũng hiếu thuận hòa nhã, cho đến giống vật như chó mèo thầy cũng không quở mắng bao giờ. Thầy ứng tiếp bạn bè cung kính ung dung, rất có lễ độ. Để bây giờ người hay ai nấy đều có mà tâm rất là nhân từ, không có ý hại ai bao giờ cả. Ba điều ấy con lấy làm vui lòng, học mãi mà chưa được, con đâu dám không học mà cứ ở nhà thầy. Thầy Tam Tử nghe đoạn tạ lại công minh tuyên mà nói rằng ta nay không ở nhà thôi. Vâng, tuyệt vời cô ạ. Và dễ lớn. Dạ. Vâng vâng, để tí nữa cháu sẽ làm được hết. Thái Bình. Đấy. Ở thế là bà nhà Bắc Bình là lớn. Xong vàng thế. Ta còn biết tuyết ở cạnh trường.
Béo, vì trước kia điều kiện khó khăn như vậy anh em gửi con cháu cho và đấy đây là thứ nhất con trai cả này, con rể cả và cháu ruột của cụ tới thăm cụ, tuyệt vời, tình cảm. Cụ vào trong nhà ngồi ạ. Dạ. Trong nhà ngồi và cụ bỏ cái này ra được. Đấy. Cụ bỏ cái quý nữa. Đọc bài thơ, thơ hay lắm. Vâng, đây là mời hai cụ ngồi cùng nhau. Và đây là các ông về quê hương Bắc Ninh nhà cháu thăm. Vâng. Cháu là cháu của cụ ở đây. Đây gọi bác Sơn bằng bác Hà. Và bác Bình ở đây, mấy ông chú bà đây gọi. Giáo. Dạ, vâng. Đây cháu làm lưu giữ cái hiệu gọi là hình ảnh kỷ niệm các cụ ở quê hương Thái Bình, các ông quê hương Thái Bình về thăm quê hương Bắc Ninh. À, để cháu chụp và cháu chụp các ông cụ nha. Rồi hai cụ, 1, 2, 3 là vàng, để cháu chụp hai cụ cả cùng các ông. Đây là toàn có hai cụ này, bề trên mấy các ông là cùng bằng vai với cả bác Sơn nhỉ. Dạ vâng ạ. Các ông đi xe 7 chỗ tới đây. Và cháu chụp nào. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng riêng năm Nhâm Dần, được các cụ quê hương Thái Bình các ông về thăm tỉnh thờ Thông Gia. Rất là thiêng liêng và ý nghĩa. Dạ vâng được. Và hãy mời các ông cụ. Và cảm lắm. Vâng, để cháu chụp nha. 1, 2, 3 này. Quê hương Bắc Ninh cháu là rất là tình cảm, cũng như là quê lúa Thái Bình của hai cụ của ông. Đấy, tình cảm Thông Gia gắn chặt bền lâu. 1, 2, 3. Dạ vâng ạ, được rồi ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, cháu mời các ông cụ. Cái này bác Sơn, bác Hà mới về quê thì các cụ mới lên đây gặp bác Hà được. Dạ vâng ạ. Vào cái dịp Tết. Dạ. Sức khỏe. Toán ạ. Cháu mời hai cụ vào ngồi uống nước. Và nói cho nhân chứ suy nghĩ cho cùng mà. Dạ và 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 thân mẫu thì không còn. Dạ. Dạ. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng riêng, hai thân phụ của hai ông Thông Gia được gặp nhau ở tại quê hương Kinh Bắc. Và đây một cái tình cảm rất là tuyệt vời lưu giữ để tình cảm Thông Gia của hai ông ngày càng bền chặt và thắm thiết. Nhưng rất vinh dự cụ bên nhà cháu thì 99 và cụ ở quê hương Thái Bình là 92. Một cái tuổi gọi là tuyệt vời. Và cháu cũng xin chúc hai cụ luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn vui vẻ bên con cháu và luôn luôn là những tấm gương sáng mà anh em cháu phải noi theo. Và đặc biệt là hai cụ có khỏe như thế này là trung tâm đoàn kết và trung tâm hội tụ của hai bên gia đình, của hai bên cụ Thông Gia. Dạ vâng ạ. Và xong này hai cụ ạ. Các cháu trong kia tí nó lên tivi nó xem hết. Vâng. Đấy các cụ lên dạ vâng. Tí nữa cả hai ông Thông Gia ra đứng cảnh vườn nhá. Nào cháu chụp nào. 1, 2. Và bác Sơn mời hai ông Thông Gia.
Đây hai cụ thông gia, hai cụ là thân sinh ra hai ông thông gia. Và cháu xin phép chụp nào, 1, 2, 3. Ông Hiệu ạ. Dạ vâng, cháu mời ông Hiệu vào đứng cạnh hai cụ. Và không mấy khi mà ông Hà về gọi là được các cụ ở dưới Thái Bình lên đầy đủ này. Cháu ra chụp ảnh đầy đủ. Vâng, cháu xin phép chụp 1, 2, 3, cảnh gần ạ. 1, 2, 3, và cho thêm bát lên. Và Sơn rồi em luôn đây. Dạ vâng, vâng. Vui vẻ thì